Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức nổi bật có trong ngày. Penthouse mùa 3 vừa chỉ mới trở lại đã làm cư dân mạng phải bàn luận mỗi ngày vì độ hách não đến từ vị trí của biên kịch. Bộ phim xoay quanh cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của giới thượng lưu. Biên kịch đạo diễn đã lồng ghép vào đó những cú twist khiến người xem không thể nào lường trước. Ngoài kịch bản thì Penthouse còn gây ấn tượng khi sở hữu dàn diễn viên thực lực, Eugene, Kim Soo-yeon và Lee Chia là ba nữ chính trong phim. Với sức hút không thể chối từ Penthouse thì người hâm mộ cũng tò mò sẽ như thế nào nếu Blackpink đưa ra một vai diễn trong phim và đâu sẽ là nhân vật phù hợp nhất với bốn cô gái. Thứ nhất, Jisoo vai Oh Jun-hee. Trong Penthouse thì vai diễn Oh Jun-hee do Eugene thủ vai. Đây là nhân vật được xây dựng với tình yêu vô hạn dành cho cô con gái Barona. Cũng từ đó mà phản bội người chị thân thiết Shim Soo-ryun. Ở phần 2, sau khi người mình yêu thương lần lượt qua đời, Oh Jun-hee quyết tâm quay về trả thù giới thượng lưu. Nhiều khán giả khi xem Penthouse liền phát hiện Jisoo của Blackpink có gương mặt giống với tiền bối Eugene. Fan còn ngỡ như Jisoo có mối quan hệ ruột thịt với Eugene. Chính vì điều này, Jisoo được nhiều người đề cử cho vai diễn Oh Jun-hee. Thứ hai, Jennie vai Chun Seo-jin. Chun Seo-jin là nhân vật nữ chính phản diện trong Penthouse do Kim Soo-yeon đảm nhận. Mặc dù là vai ác nữ nhưng Chun Seo-jin vẫn để lại cho khán giả nhiều sự đau buồn. Mỗi lần xuất hiện thì cô lại phải chống chọi với các sự việc khác nhau như bị tống khứ ra khỏi tập đoàn, bị chồng mới là Yoo Dan-tae đánh. Bên cạnh đó thì Chun Seo-jin cũng là người mẹ hết mực yêu con, dù tình yêu này có lúc trở nên cực đoan. Nếu đề cử một thành viên Blackpink cho vai diễn này thì chắc chắn sẽ là Jennie, nguyên nhân xuất phát từ khí chất cực ngầu của cả hai. Kim Soo-yeon thể hiện một nhân vật Seo-jin xinh đẹp, cao ngạo và đầy quyền lực. Cư dân mạng nhận xét phong thái của Jennie rất giống với diễn viên Kim Soo-yeon, sẽ không khó để hóa thân thành nhân vật Seo-jin. Thứ ba, Rosé vai Shim Soo-ryun. Shim Soo-ryun là nhân vật rất được yêu thích trong Penthouse do Lee Chia thủ vai. Shim Soo-ryun là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh, từng bước đáp trả thủ đoạn đầy tham vọng và tàn độc của người chồng là Yoo Dan-tae. Rosé được cho là thành viên thích hợp với vai diễn này bởi lẽ nữ idol có gương mặt dài, thon gọn và nụ cười khá tương đồng với diễn viên Lee Chia. Hơn thế nữa thì thần thái sang chảnh đúng chất tiểu thư nhà quý tộc là điểm giúp Rosé có thể đảm nhận vai Shim Soo-ryun. Thứ tư, Lisa vai Na-kyo. Na-kyo là một vai diễn khác do Lee Chia đảm nhận. Khác với nhân vật Shim Soo-ryun, Na-kyo có tính cách lẳng lơ, chiêu trò hơn hẳn. Tạo hình của nhân vật này khiến nhiều người liên tưởng đến Lisa của Blackpink. Cả hai đều để tóc ngắn, mái ngang và đặc biệt là phong cách trang điểm chú trọng phần mắt, lộ chất bad girl. Sẽ thật thú vị nếu Blackpink vào vai các diễn viên trong Penthouse. Người hâm mộ cũng mong mỏi được chứng kiến các thành viên sẽ chủ tài diễn xuất như thế nào. Liệu các fan có đồng tình với hình tượng của Blackpink cho bốn nhân vật trên hay không? Chúng mình là Top Sao Hàn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.